Quyền Linh xin kính chào tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Gia đình Tài tử. Và ngày hôm nay gặp nhau chắc chắn là sẽ có nhiều cái món quà, nhiều cái nụ cười, nhiều cái niềm vui nữa. Một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tất cả quý vị. Xin giới thiệu ban giám khảo: nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, ca sĩ nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Ngày hôm nay chúng ta rất là nao nức để xem hai gia đình đến từ nơi đâu và họ đang làm nghề gì và có niềm đam mê âm nhạc như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta hướng về màn hình để gặp gỡ những hình ảnh sau đây. Giờ này rồi mà sứ giả của chương trình còn đang ở Gò Vấp. Ngôi nhà của gia đình đây rồi, vào nhà thôi. Chào cả nhà. Bây giờ mình đi lên lầu, mình đi lên lầu mình gặp nhau. Ồ, sao nơi đây giống công ty thế nhỉ? Thì gia đình của anh thì gồm có 4 thành viên đây nè. Anh rồi đây là con gái. Dạ. Rồi bà xã, rồi đứa con gái út. Dạ. Trong đó có ông anh thứ ba. Thì dạ, ra nơi đây cũng là nhà của anh Thành. Dạ. Rồi mẹ. Dạ. Mẹ đây có hai mẹ. Dạ. Mẹ này mẹ ruột, còn dạ, mẹ này là mẹ nuôi. Dạ. Ơi, bây giờ anh Thành cho Trinh biết là thế mạnh của gia đình mình á, là loại nhạc nào? Ở đây là đơn ca tài tử là một thế mạnh. Ừ, đơn ca tài tử. Trong chương trình thì lại là hát nhạc. Dạ, dạ, dạ. Thì mình cũng những bài nhạc như dân ca, dạ, thanh chiến. Dạ. Thông điệp mà chương trình muốn gửi nè, bây giờ nè, chị có thể nè, đọc lớn lên cho cả nhà nghe. Chúc mừng gia đình chính thức tham gia đình tài tử. Giây phút hồi hộp. Thử thách dành cho gia đình mình là trên những tuyến đường quan họ. Được không ạ? À? Đây, quan họ Bắc Ninh đây. Dạ, vậy là chúng đủ rồi đúng không anh? Dạ, đây Ngọc Trinh. Dạ. Tôi quê Bắc Ninh. Nếu dạ, mà hát quan họ mà nó trúng vai thao của tôi giống như là áo dài khăn đóng thì tôi hát được. Dạ. Những cái bài này chắc tôi phải học. Thu xếp công việc cho 7 ngày luyện tập thôi. Chào cả nhà. À, hôm nay chúng ta giống sinh viên quá nhờ, mặc áo trắng không anh Thành hả? Dạ. Yeah. Em đồ đồng phục của công ty anh. Công ty? Dạ. Yeah. Của mình công ty gì anh? Em là công ty cổ phần dược phẩm Nam Phát. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng được biết là gia đình mình gốc ở Đồng Tháp anh hả? Dạ đúng rồi anh. Đồng Tháp. Dạ. Yeah. Đồng Tháp thì một trong những cái vùng miền mà yêu âm nhạc cải lương nhiều nhất. Yeah. Đúng anh? Dạ đúng. Rồi, hôm nay chúng ta có thể hát một câu cải lương nào đó tặng khán giả không? Em xin hát tặng khán giả một câu vào cổ. Rồi xin mời anh. Ngày lại ngày quá ngọc vào thánh tu, đến tận Cần Thơ để kiếm văn hương. Chị Thanh Nga đi kiếm Nam Hùng, gặp Mỹ Châu ta đi tìm đường phương đại. Giữa thành phố Sài Gòn có mặt anh văn chúng, chú Năm Hoài thì biến mất kim cương. Khi về sĩ thất tình về Minh Phụng Minh Dương. Bài hát còn là nghệ sĩ không ha? Cảm ơn anh. Hôm nay đội hỗ trợ chúng ta tên là gì anh Thành? Dạ, đội hỗ trợ cũng lấy tên là Năm Phát. Đội hỗ trợ Năm Phát. Dạ. Xin mời. Xin chào đội hỗ trợ. Hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ là gì? Dạ múa ạ. À. Múa hả? Vâng. À, tập hôm nay rành chưa? À, dạ đủ diễn để ban giám khảo chấm điểm. Rồi cố gắng lên, chúc cho gia đình chúng ta thật nhiều may mắn và thành công trong ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những hình ảnh của đội thứ hai. Vạn Ninh nằm ở phía bắc của tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang 60 km, phía nam là dãy đèo Cả. Huyện Vạn Ninh có các thắng cảnh du lịch như bãi biển Đại Lãnh và vịnh Vân Phong. Bãi biển Đại Lãnh nằm dưới chân đèo Cả, có một bờ biển thoải dài, cát trắng mịn, nước trong xanh. Vượt trên 500 km, ekip phải ngừng chân thôi. Ê, chị ơi, chị nước kìa ơi. À. Dạ, cho em ly cà phê sữa, đá nhiều sữa. Cái này phải nhà chị Khương không ạ? À, đây này nhà chị Khương nè. Chị Khương. Ồ, ekip may mắn tìm đúng ngay nhà chị Khương. Ở đây là ngoài mình bán nước mía nè, bán cà phê, rồi mình còn buôn bán nữa không chị? À, ở nhà chị bán nước mía, cà phê, rồi nhà giữ thêm trong nội để kiếm
thời buổi giờ làm ăn cũng khó khăn lắm em à. Ông xã chị đâu? Ông xã chị mất 20 năm rồi em. Chị phải nghỉ ở nhà buôn bán nuôi hai đứa nhỏ chứ. Một đứa trai, một đứa gái. Thì em muốn coi mặt hai đứa con hạnh phúc nhất của chị đâu. Đây. Tìm hiểu gia đình đã xong, bắt tay vào việc thôi sứ giả ơi. Gia đình tài tử. Gia đình tài tử, em là sứ giả. Đây, chương trình gia đình tài tử chúc mừng gia đình mình đã chính thức tham gia chương trình. Niềm vui được tham gia, nhưng thử thách là gì đây? Mà hò kéo pháo. Biết không vỗ tay như vậy? Biết hả? Quyết tâm dành thời gian luyện tập thôi. Dạ xin chào chị. Chào anh Huyền Linh ạ. Dạ. À, bên kia là gì của chị á? Đây là bác ạ. Bác trai và bác gái ạ. Bác trai bác gái. Dạ. Bác tên là gì? Chu Thị Lư. Chu Thị Lư. Mình gốc ở đâu bác? Gốc Hà Nội ạ. Gốc Hà Nội. Dạ. Bác ở đó giờ bác có lên sân khấu chưa lần nào chưa? Chưa bao giờ. Bác có xem chương trình gia đình đời tử chưa? Dạ có ạ. Bác thích không? Có thích ạ. Dạ. Thích ai nhiều nhất? Thích Quỳnh Linh nhiều nhất. Cảm ơn bác. Trước khi mình vào cuộc thi thì mình mở màn cho nó nóng máy chút xíu được không? Ở đội em thì có một thành viên rất là dễ thương. Dạ kia lại là bạn Toàn. Bạn Toàn sẽ lên thể hiện một cái điệu nhảy hip hop ạ. Rồi. Đồng ý chứ ạ? Mời bạn Toàn. Kế bên là bác trai phía sau lên luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình làm nóng máy chút xíu ha. Bạn Toàn làm sao bác làm vậy luôn. Nhất trí không bác? Nhất trí. À. Hey. Đó. Yo. 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 Hey. Quá dữ luôn. Bắt tay rồi bắt gái kìa. Đó, vô. Tiếp tục đi. Chúng ta đã có một cái màn khởi động rất là nóng ha. À, xin hỏi chị là hôm nay đội hỗ trợ chúng ta tên là gì? Có đội hỗ trợ gọi là Sứ Trầm Hương. Sứ Trầm Hương. Dạ. Các bạn đến từ Vạn Ninh luôn hả? Dạ. Là gì của gia đình? Dạ là cháu. Là cháu, bốn người cháu hết. Dạ. À, hôm nay các bạn làm gì để hỗ trợ gia đình? Dạ, chúng em hỗ trợ đội múa. Múa luôn? Dạ. Múa được không? Dạ được. Ở nhà làm nghề gì? Dạ ủy ban xã. Làm ủy ban xã hả? Dạ, làm công an. Chúng ta vừa giao lưu với hai gia đình đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Vạn Ninh. Còn bây giờ họ sẽ bốc thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Như vậy đội đến từ Vạn Ninh ưu tiên thi trước và đội thành phố Hồ Chí Minh thi sau. À, thật sự mà nói thì đội thi trước cũng có áp lực, nhưng mà đội thi trước thi xong thì đội thứ hai áp lực nhiều hơn. À, chúc hai đội sẽ thành công. Niềm vui lớn nhất của chị Tuyết Khương là khi tham gia chương trình, hai người con đang làm việc tại Sài Gòn đã quay về cùng sum họp sau bao ngày tháng mẹ con không gặp nhau. Tất cả anh em và con cháu trong gia đình ăn một bữa cơm thân mật. 1, 2, 3, vô! Nhà nhỏ nên được Ủy ban Nhân dân xã Vạn Thắng hỗ trợ địa điểm luyện tập. 1, 2, 3, 4 tiếp tục. 1, 2, 3 đưa xuống. Sở trường là dân ca nhạc trẻ, nhưng giao thử thách là bài hò kéo pháo, bản phối rấp. Nhưng mọi người vẫn không nản chí. Tới việc tới chị Kê tới anh Trí vẫn được. Lần thì em cố gắng làm sao một lần đã. Em bỏ một lần thứ hai đi. Lần thứ hai em làm một cái chạy một cái tiếng cho nó mạnh mỹ hơn nữa. Tại rốc mà mình phải còn cho nó mạnh mỹ. Giống như hồi nãy con nói á, hai cái câu đầu, hai cái câu đứng vai trò trưởng đoàn, nhưng phần tập hát do cậu con trai trưởng lo. Phần vũ đạo thì đội hỗ trợ lo. Cùng nghe cảm nhận của vị trưởng đoàn. Bốn buổi mà một buổi chỉ có một tiếng rưỡi à. Tại vì một người ở Nha Trang, người ở xa cách đây mấy chục cây, rồi là công việc này rồi công việc kia, thành ra là tất cả mọi người cứ tận dụng những thời gian nào có thể được mà hãy tập hợp được thì bắt đầu tập.
tập 1 tiếng hay là 2 tiếng gì đó bắt đầu chạy làm chuyện khác. Ngày quyết định. Đi đường xa từ miền Trung vào đây là hơn 500 cây số. Nhưng mà con cháu trong gia đình đi đường, mỗi người có một cái nhiệm vụ riêng để mà tất cả cho gia đình mình có một cái hoàn hảo khi mà bước chân đến phim trường. Dù có khó khăn cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào, những gương mặt này miền Trung vào đây thì rất là xinh tươi và hiền hòa. Đi rất là dài nhưng mà cũng hy vọng rằng cái hành trình của chúng ta đối với chương trình gia đình tài tử sẽ dài như dài là đường đi chúng ta tới đây. Đúng rồi. Các đồng chí ơi, chỉ còn một đợt nữa thôi, chúng ta hãy cùng quyết tâm nào. Quyết tâm. Họ chúng ta kéo pháo ta vượt qua đèo, họ chúng ta kéo pháo ta vượt qua núi. Cầm thù kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù. Anh em ơi, hãy bắt đầu. Họ dù ta nào kéo pháo ta vượt qua đèo. Một đợt nữa thôi, bài ơn đồng dương đêm mồ hôi. Tới đến rồi, đồng chí pháo bên đây, mình vâng ngay sức người lao động. Họ dù ta pháo ta vượt đèo, lòng quyết tâm sắt gan nào bằng. Bảo vệ pháo kéo pháo lên trận địa của chúng ta, tin chắc thắng ta tin tưởng ở trên. Tới rồi đồng chí chúng ta ơi, mai đây nghe pháo gầm vang trời, cùng bộ binh đánh tan đồn thù, thể quyết tâm đánh tan đồn thù. Xin mời ban giám khảo. Xin chào gia đình tài tử của mình. Gia đình chúng ta có những cái giọng hát rất là mạnh và hát phải nói rằng rất là cố gắng và hát cái bài này nó hoàn thiện lắm. Nhưng mà cái nhạc dường như làm khó mọi người tập. Cái đội hình của mình á, dàn dựng phải nói rằng giống như một cái bức tranh lịch sử mà chúng ta đã biết những cái anh hùng dân tộc đã từng làm. Phải nói là Thanh Hoa cũng rất là hồi hộp khi mà biết tin gia đình nhà mình sẽ hát một bài hát rất là nổi tiếng. Chúng ta hát rất to, rất khỏe, nhưng mà lại chưa thấy cái sức nặng của kéo pháo. Đấy. Nếu như lần sau mà có gặp phải những cái bài kéo pháo như thế này thì chúng ta hãy cố gắng, ví dụ như là Họ dù ta nào, nó sẽ khác hẳn là Họ dù ta nào, rất là to. Nhưng ta không thấy cái mạnh bằng ta hát không mất sức.
hò dô ta thì nó sẽ có lực ở trong cái nội lực. Đấy là một cái rất là nhỏ. Tuy nhiên là cũng không thể đòi hỏi, nếu như mà không có kinh nghiệm hát thì cũng đúng là khó để có thể, đây là sự trao đổi chứ không phải là phê phán. Cũng như là tất cả những động tác của chúng ta, nó một số những chỗ chúng ta kéo pháo nó chưa bật ra cái sức nặng trong cái kéo pháo. Từng cái động tác ấy, các bạn lần sau cố gắng làm sao cho nó kéo pháo mà không đều, chỉ một ly thôi thì cảm thấy nó sẽ không chắc. Và gia đình nhà mình đã hết sức để làm rất là tốt trong bài hát này, nhưng chỉ còn một chút. Cũng xin được cảm ơn rất nhiều vì nhà mình đã hát bài này tương đối hoàn thiện và rất là sinh động trong chương trình Gia Đình Tây Tự. Chắc là ban tổ chức cũng rất tin tưởng ở đồng bào Vạn Ninh nên mới giao cho một bản phối mà rất lạ tai như thế này. Nhưng các bạn ấy đã truyền vào bằng cái trái tim, bằng sự nhiệt tình của cả nhà mình, đã truyền được vào bài hát này và nối tất cả những cái nốt lạ tai ấy trở thành cháy bỏng. Xin cảm ơn các bạn. Làm cái khó thành một cái dễ nghe và đã thu hút khán giả bằng những tràng pháo tay và những lời khen tặng từ ban giám khảo. Một lời chúc mừng gia đình đến từ Vạn Ninh, ta là xuất sắc. Xin cảm ơn ạ. Ngay sau khi nhận được bài hát thử thách dành cho gia đình mình, vợ chồng anh Thành và chị Duyên đã cùng nhau tập hát, kể cả trong giờ làm việc. Giọng anh là giọng miền Tây, bài này là bài miền Bắc, cho nên là mình phải hát giọng Bắc của anh họ. Phát âm giọng Bắc cái gì? Giống như là quê hương của anh họ. Sau giờ làm, anh chị lại tiếp tục tập hát, tập múa cùng với các nhân viên trong công ty. Cái này nó qua là điểm tay phẩy tay nhớ là tự vì cái bài múa nó sử dụng cái cổ tay, cổ chân ha. Rồi lưng, nhất là cái giai đoạn mà mình phải nhảy lên trong cái động tác mà vê đỡ á. Hai người kia solo, mà Phú solo và Tây Trúc solo. Càng gần đến ngày thi, mọi người càng tập luyện nghiêm túc. Tuy có nhiều động tác khó, phải tập đi tập lại nhiều lần, nhưng tất cả đều cố gắng hết sức. Cái bữa đi công tác anh có gọi điện thoại về cho Nam á, là nghe mấy chị nói thầy tập có chút xíu cái là nghỉ. Trong khi đó có chị bầu chỉ rất là sung đúng không? Dạ, cũng ừ. Tâm trạng cũng hồi hộp tại vì tập nhiều quá cũng sợ nhiều sợ, khi đúng rồi chị mệt mà chị hăng quá em lần này sung quá rồi, là đại em thấy chị sung cái em tập. Liệu gia đình anh Nguyễn Văn Thành có vượt qua được đối thủ đến từ Khánh Hòa? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Hát kiểu gì em mà anh thấy quê hương nhà. Thấy con sông cầu nước xanh mà biếng biếng, mây trắng mây hồng làm sắc biếc trên đồi cao. Em là cô gái câu liêm hát câu quan họ. Để anh tìm đến nơi chỉ tìm em đã đi rồi. Em đi tới những con đường mới mở, cô dân ca em gửi quê hương một nửa em mang tới những tiếng ta trong lòng đất. Em vẫn say tiếng hát quê nhà, tiếng hát như lời em hò hè em chiến thao về hội liêm anh trở lại. Em hát anh nghe trên quê hương quan họ câu hát nhắn người
Vâng, xin cảm ơn gia đình. Nhìn những bộ mặt tươi rói của các bạn, tôi biết là chúng ta đang rất hạnh phúc. Các bạn mặc dù sống dưới thành phố Hồ Chí Minh, các bạn hát về quê hương quan họ, nhưng các bạn lại đang truyền lửa cho ngày chiến thắng lịch sử của chúng ta. Và với một cái đội hình mà không hề biết được cái ngày 30 tháng 4 rực rỡ như thế nào trong toàn thể đất nước mình, trong toàn bộ đất nước mình. Và chúng tôi cảm ơn các bạn vì điều đó, nhất là các bạn trẻ sinh năm sau năm 1975. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn, gia đình Tài Tử nhà mình. Thú thật là các bạn rất đáng yêu. Các bạn làm cho tôi nhớ lại tuổi trẻ của mình nhiều quá. Các bạn như là một đoàn văn công xung kích của bộ đội. Khi nghỉ, vẫn hát cho nhau nghe, vẫn hồn nhiên, vẫn yêu đời trẻ trung như thế. Mặc dù ngày mai lại là bom đạn. Cho nên các bạn, tôi không biết nói thế nào, tôi nổi hết da gà. Bởi vì hình như tôi có cảm giác như hình như tôi là một trong những bạn nào đang vô tư nhảy nhót ở trong đó. Tôi cũng ngạc nhiên là tại sao lại các bạn lại dễ thương đến thế mà lại giống đến thế. Giống, rất giống cái thời của tôi đến thế. Bởi có lẽ các bạn đã yêu cái ca khúc này và đã hóa thân và đã làm được những cái sự mềm mại ngọt ngào của cái giai điệu quan họ cùng với cái háo hức chiến thắng của 30 tháng 4, cùng với cái tự hào, cùng với cái khát vọng sống, khát vọng hòa bình của dân tộc. Xin cảm ơn các bạn vô cùng. Không, gia đình mình phải cẩn thận, là vì thường thường những cái đội mà nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa khen là điểm ít lắm. Thành đừng có vội mà mừng. Thật sự thì hai giọng ca nam và hai giọng ca nữ rất là quyện nhau. Và nhất là có một cái đặc điểm đáng khen ngợi là các bạn hát giống như là không hát á. Tức là hát từ trái tim mình, hát rất là vô tư, nhưng mà nghe rất ngọt ngào. Chỉ có một cái khoảnh khắc nhỏ là lúc mà hai giọng nam có bè với nhau á, là có một cái bạn bè nam là bè đi đâu á. Cái đó là rất là lạc. Và nếu mà chúng ta bè không chắc thì chúng ta phải bè hát chính luôn, không nên bè, để cho nó lòi ra cái dở. Và chính vì cái dở đó nó sẽ phá nguyên cái bài. Nhưng mà cái phần hòa quyện và phần hát hay từ đầu tới cuối thì nó rất là nhiều. Chỉ có cái phần tí xíu đó mình phải rút kinh nghiệm. Và ai là người hát trật bè chắc đang cười đó cũng hiểu ra rồi. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn hát mà ban giám khảo hạnh phúc, các bạn hát mà ban giám khảo tự hào. Cái điều này cũng cho thấy được cái sự thành công của tất cả chúng ta. Xin chúc mừng những nụ cười, những cái niềm vui và những cái khát vọng của các bạn. Đội nào sẽ giành chiến thắng đi tiếp với gia đình Tài Tử đây? Sẽ có hai thang điểm, khả năng ca hát và khả năng sáng tạo. Đầu tiên là số điểm khả năng ca hát dành cho đội đến từ Vạn Ninh. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt 9,5. Nghệ sĩ Như Thanh Hoa 9. Nghệ sĩ ưu tú Chi Trung 9. Số điểm dành cho đội đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt 9,5. Nghệ sĩ Như Thanh Hoa 9,5. Nghệ sĩ ưu tú Chi Trung 9. Khả năng sáng tạo của đội đến từ Vạn Ninh. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt 9,5. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hóa 9,5. Nghệ sĩ ưu tú Duy Trung là 9. Số điểm dành cho đội đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt 9,5. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hóa 10. Nghệ sĩ ưu tú Duy Trung là 9. Kính thưa quý vị, số điểm của hai đội cũng đã cho chúng ta thấy rằng bắt buộc chúng ta phải chia tay với một gia đình. Và đó là gia đình nào đây? Số điểm đội đến từ Vạn Ninh là 55,5. Và đội đến từ thành phố Hồ Chí Minh là 56,5. Chúc mừng. Bây giờ thì chúng tôi xin mời nhạc sĩ Vũ Việt cùng với nghệ sĩ Như Thanh Hoa sẽ lên trao kỷ niệm chương cho đội đến từ Vạn Ninh. Chúc mừng các anh chị. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ ưu tú Chí Trung sẽ lên trao chiếc vé vào thi tháng cho đội đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương trình Gia đình Tài Tử do Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV tổ chức thực hiện đến đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại tuần sau. Em ơi, tấm vé vòng tuần sau sẽ thuộc về gia đình nào đây? Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình nhé. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.